Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình thời sự SBTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng, bị tố đớp 81 tỷ đồng Thủy Tiên kêu oan qua quá trình xác minh 3 tài khoản ngân hàng, trong đó có 2 ngân hàng nữ ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh không sao kê. Bộ Công an xác nhận bị tố giải ngân thiếu 70 tỷ đồng, nhưng ngay ngày hôm nay con số này đã lên tới 81 tỷ đồng. Liệu trong những ngày tới còn có tăng hay không thì chúng tôi không dám khẳng định, chỉ chờ những thông tin từ các cán bộ cảnh sát hình sự đang rà soát thêm thông tin thì mới khẳng định được. Nhưng có lẽ đôi vợ chồng này không thoát khỏi vòng lao lý phải bóc lịch ngay sau khi thông tin này được công bố. Một làn sóng tẩy chay cặp vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh tiếp tục mạnh mẽ. Lần này thì cô Tiên chạy đâu cho khỏi nắng khi có các bằng chứng rõ ràng, rành rành hồ sơ vụ án ăn chặn này đã được chuyển lên tòa án tối cao thụ lý. Quý vị thân mến, theo số liệu thống kê mới nhất, số tiền từ thiện được Thủy Tiên giải ngân tại các vùng lũ đang chênh lệch gần 70 tỷ đồng so với những gì nữ ca sĩ này công bố. Theo số liệu thống kê mới nhất của 7 tỉnh miền Trung được Thủy Tiên giải ngân cứu trợ đồng bào lũ lụt, số tiền trao tặng trên thực tế đang âm 67,97 tỷ đồng. Tất cả những số liệu này đều do phía Thủy Tiên cung cấp công khai và do các tỉnh thành đã tiến hành rà soát báo cáo lên Bộ Công an và đối chứng sau đó. Cụ thể trên trang điện tử zing.vn có đăng tải, theo đó số liệu, số tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang là một ẩn số rất lớn. Được biết thời điểm rất lâu trước đây, phía Thủy Tiên đã công khai thông tin giải ngân hơn 178 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 1 tỷ đồng so với số tiền quyên góp được khiến cho nhiều người không khỏi khâm phục. Tuy nhiên, tới hết ngày 12 tháng 11 thì con số chênh lệch gần 81 tỷ đồng trong hoạt động giải ngân từ thiện của Thủy Tiên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của số tiền chênh lệch 81 tỷ đồng này hiện tại vẫn còn là một số địa phương vẫn chưa rà soát xong và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều dư luận, số tiền chênh lệch sau khi tổng hợp tất cả cũng rất có thể khiến cho dư luận hoang mang so với những gì Thủy Tiên đã công khai trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán của dư luận mạng, còn tất cả hãy đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, tránh những phán đoán đồn thổi vô căn cứ. Chắc chắn trong thời gian tới, con số chênh lệch 81 tỷ đồng sẽ được làm sáng tỏ. Hiện tại, Bộ Công an vẫn đang khẩn trương tiến hành việc điều tra, rà soát xác minh cũng như là thu thập dữ liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, trong bài đăng làm rõ nghi vấn ăn chặn tiền cứu trợ miền Trung để xây biệt thự mới bị tố lươn lẹo. Chuyện nói dối nhà xây mới Thủy Tiên khiến dân tỉnh choáng váng khi công khai chi tiết sở hữu nhiều bất động sản và mất tiền tiêu vặt xương xương vài chục tỷ đồng được ông xã Công Vinh chu cấp. Theo đó, Thủy Tiên cho biết nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà, chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi đó, Công Vinh đi đá bóng tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng của các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm được 50 tỷ tiền mặt từ 5 đến 6 năm trước rồi. Sau đó có duyên mắt tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp từ 5 đến 6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng và chứng từ đầy đủ ạ. Vì các bạn nghe nói đầu năm ngoái mình phá sản là như sau. Mình thấy dịch bệnh người ta khổ quá, sau Tết lại bị cách ly vào tháng 4 năm 2020, nên mình dùng tiền mặt của riêng mình để tiêu xài cá nhân, làm từ thiện hết, làm quảng cáo bao nhiêu, sau đó đem đi sạch sẽ luôn. Và lúc đó người ta khổ nhiều lắm, mình cho lỗ thật, và có nhà đông người toàn già và trẻ thì bệnh, giúp cơm áo gạo. Tiền triệu tháng nhà ít cũng từ 2 đến 4 triệu trên một tháng. Và mỗi chỗ ít mà tính ra là thành nhiều. Rồi mấy bạn đồn mình phá sản. Nhưng sau ngày 28 tháng 7 năm 2020 và ngày 29 tháng 7 năm 2020, chồng mình bán 2 miếng đất, một miếng 9 tỷ 500 triệu và một miếng 10 tỷ 100 triệu là tổng có 19 tỷ 600 triệu. Để mình yên tâm chuẩn bị sửa nhà, tiền mình làm ra mình thoải mái cho, chứ tiền chồng phải giữ lo gia đình, không anh chửi chết. Và thật ra vào tháng 5 năm 2020, chồng mình có bán được lô đất là 12 tỷ mà lâu quá, đồ điện thoại không có chứ nên nói cho vui. Và khỏi tính vô trong này. Đến giữa tháng 10 năm 2020, mình mới đi miền Trung. Tháng 11 năm 2020, Công Vinh lại chốt bán được thêm một căn bất động sản mua từ năm 2011, giá 13 tỷ nữa,
Tổng 5 tháng là công vinh dành cho Thủy Tiên là 31 tỷ. Để yên tâm rồi, bây giờ lại cho mình lắc nhắc tiền bán đất lặt vặt. Mỗi lần từ 3 đến 5 tỷ nữa. Tính ra cũng có hơn 40 tỷ để tiêu xài tiền vặt và còn đang muốn bán thêm. Mà dụ mình nghỉ làm luôn ở nhà để anh đi làm nuôi mình và làm chi tiêu cực mà người ta nói hoài. Ông không vui. Đây là một cách mà cô này muốn dằn mặt cộng đồng mạng về tin đồn ăn chặn tiền từ thiện của mình. Kính thưa quý vị, hàng triệu người dân Việt Nam trên cả nước đều cho rằng thật là quá đáng khi bọn lươn lẹo bắt ép siêu Nguyễn Văn Hằng, nhất là tên giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam khi tuyên bố rằng ông Phạm Văn Mãi mới là người phải chịu trách nhiệm trong vụ án drama của bà chủ Đại Nam. Trong khi đám hẻ lũ gừng sĩ lại tự tung tự tác lại không bị gì, như vậy có đáng gọi là người thi hành luật pháp nhà nước hay không? Mới đây tên Hề Hoài Linh lại lên đồng nhờ thần linh giúp đỡ, không biết các tên quan tham kia nghĩ gì về vấn đề này. Nhắc đến Hoài Linh, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một cây hài với vẻ giản dị chất phác, ăn mặc giản đơn và thích những món ăn đơn giản như là cá khô, nước mắm, rau luộc. Và đặc biệt không thể nào quên là hình ảnh ông mặc một chiếc áo bà ba, cổ thì quấn chiếc khăn rằn, trên vai là chiếc điện thoại đang nổ tin tin, kèm theo nụ cười nhếch mép, tiền vào rồi, tiền vào rồi, khi ông đứng ra quyên góp từ thiện miền Trung. Bên cạnh đó, nhắc đến Hoài Linh, người ta còn nhớ đến hình ảnh của một ông thầy đồng. Khi nói đến Hoài Linh, mê tín số 2 showbiz thì không ai có thể qua được số 1. Rất dễ để bắt gặp những cảnh lên đồng của Hoài Linh kiểu như thế này. Ở trên mạng xã hội, đặc biệt là trong giới showbiz, còn truyền nhau câu chuyện Hoài Linh có thể trò chuyện với người đã khuất. Biết thông tin này, nhiều người càng thêm nể sợ tài năng của ông chú Hề. Câu chuyện về biệt tài trò chuyện với cả âm nổi tiếng nhất liên quan đến sự ra đi của diễn viên Mai Phương. Trong video livestream của nghệ sĩ Hồng Vân, cô từng cho biết một người bạn của mình đã mơ thấy Mai Phương. Điều đang nói là cô đứng trước cửa nhà khóc nức nở nhưng không thể vào trong. Tên Hề Hoài Linh sau đó đã cúng và nói chuyện với Mai Phương, hỏi được địa chỉ nơi cô đang đứng. Hoài Linh có hỏi Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như về số nhà trên nhưng cả hai đều không biết. Tuy nhiên, một số người bạn chăm sóc cho Mai Phương tiết lộ đó là số nhà mà nữ diễn viên từng thuê ở trong thời gian dài trước đây. Anh Vũ cho rằng có thể mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, hoặc do Mai Phương ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, có nhiều ức nên mới như vậy. Chẳng biết câu chuyện do đích thân nghệ sĩ Hồng Vân kể có phải là sự thật rằng anh Bốn có tài năng nói chuyện với thế giới tâm linh hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của cả hội nhóm showbiz. Vì sự ra đi của Mai Phương vào thời điểm đó đã thu hút truyền thông rất mạnh. Dẫu chưa biết tính đúng sai nhưng câu chuyện này cũng khiến nhiều người nổi da gà, có lẽ dù bị bà Phương Hằng lên án, thổi đóng bóng nhưng đam mê khó bỏ, hoặc là cơ thể do từ đợt bị bóc phốt, ẻm 14 tỷ đến tận bây giờ vẫn xuôi, vẫn thôi đeo bám nên cần tìm chút may mắn. Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một đoạn video Hoài Linh đang lên đồng tham gia một nghi lễ cúng mái nào đó. Trong đoạn video có thể thấy Hoài Linh để tóc dài, tương tự như ở ngoại hình. Dạo gần đây ông xuất hiện trước truyền thông, cách ăn mặc của ông rất chỉnh chu, có thể thấy ông rất coi trọng sự tôn nghiêm của nghi lễ này. Khi còn tự tay mình sửa lại khăn đóng trước khi vào buổi lễ, không biết lễ cúng này là gì và các vị tổ nghiệp có độ cho Hoài Linh, chiếu cho tấm lòng thành 14 tỷ của ông hay không? Kết quả này chúng ta có thể kiểm chứng được trong khoảng thời gian kế tiếp. Nếu lòng thành của Hoài Linh đủ lay động tổ nghiệp, ắt hẳn tổ sẽ hiển linh, soi đường dẫn lối cho năm danh hài. Còn nếu tổ không thể chứng được thì có lẽ dù cúng kiếng cấp mấy, vận nghiệp của Hoài Linh cũng sẽ không thay đổi. Trong khi người tốt lại bị đối xử ép buộc và thiên vị. Vâng thưa quý vị, như chúng tôi đã cập nhật, bà siêu Đại Nam không hề có tội và chỉ bị tạm giam nhiều nhất là 3 tháng và chỉ được gia hạn tạm giam một lần mà thôi. Và thời hạn tạm giam là không quá 2 tháng. Không biết kết quả sự việc của vụ án này như thế nào. Nhưng người dân chúng tôi luôn luôn mong chuyện sẽ được chính quyền nhà nước giải quyết minh bạch, pháp luật công bằng, ai sai thì xử tội, mà ai đúng phải được minh oan, và cho dù có ra sao đi nữa, thì từ nay thậm chí là nhiều năm sau nữa, người dân vẫn luôn nhớ có một nữ CEO dám đứng lên đấu tranh vì lẽ phải, dám vạch trần bọn bá dơ trong showbiz, và đặc biệt là vợ chồng bà đã làm những công việc thiện nguyện giúp đời, giúp người, đó là những sự thật không thể nào chối cãi. Vậy nên đến nay, hàng ngày, hàng giờ, cả triệu người dân và đông đảo cư dân mạng vẫn luôn quan tâm chờ đợi tin tức của nữ CEO. Và trong lúc chỉ cần vài tuần nữa, chúng ta sẽ biết được thông tin về bà Phương Hằng. Được biết, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi và đội ngũ luật sư của mình
đã tiến hành phản tố khi ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đã cận kề trong thời gian tới đây. Khi xét xử bà Nguyễn Phương Hằng phải giải trình tất cả việc bà Nguyễn Phương Hằng tố trên sóng livestream về việc làm từ thiện của đám ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Vì nếu tên Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm đã công bố là không có gian dối khuất tất thì phải giải trình minh bạch số tiền từ thiện 14 tỷ của Hoài Linh và 4,2 tỷ đồng của ca sĩ Thủy Tiên. Và tại sao Nguyễn Phương Hằng bị ghép vào điều luật 331, cơ quan chức năng phải công khai minh bạch vụ việc trên. Hy vọng phép màu nhiệm sẽ đến với nữ CEO Phương Hằng. Hơn một năm trải lòng câu chuyện drama của nữ CEO là hơn một năm. Tôi được trải nghiệm mọi khoảnh khắc cũng như mọi cung bậc cảm xúc lẫn lộn một năm với thăng trầm sóng gió trên không gian mạng. Có những lúc niềm vui vỡ òa vì những gì mà nữ CEO đã làm được là những điều thật kỳ diệu, thật tuyệt vời và đem lại sự nhận biết của những người dân đã từng thần tượng cổ suý vào những hư vô không thực tại của đám gừng sĩ, và những có những lúc lắng động tâm tư buồn cho những gì không như mong đợi đã là con người không ai có thể hoàn hảo toàn diện bản thân mình. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.